bắt chuột, bắt chuột, bắt chuột. Mình lấy cây mình chĩa lên những ổ nó vừa chuột vừa nha. Cây bươn chảng à. Qua này rồi, qua này nè. Qua qua đây rồi. Chị chạy thôi, coi còn nữa. Chưa chưa. Giờ bắt nữa. Ủa còn con nữa đâu? Chuột có quay bự bạn chuột luôn á. Gì đâu, hai ba con biết hả? Hai con lận. Con chuột chạy ra lại, tao tưởng chuột bự luôn mà. Đông đông lá hay vậy? Để chừng nó con ngoài á, con lận á. Ủa chuột đó của mình hay của ai ạ? Chuột của mình á. Mình á. Nè con còn con đấy quay chụp con kia nữa. Bảo. Tới với Dũng ra kêu đập bảo. Đúng rồi. Mẹ nó căng với mình á. Giống mấy kêu đập. Của chúng tôi được hai con. Má mấy con bự chạy tơn. Chắc là em không nghe là im rồi. Vậy. Bảy đã thâu cô tiếu. Cho bảy. Qua đây qua đây. Rồi đây, lên đây, lên đây. Lên đi. Nó kìa, mày hả mày? Chết lên cái đây. Chứ thì phẩm là có nửa tiếng không? Chụp tống luôn rồi không
Quay quay. Đá 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 trụ rồi. Đụng má bay vô vũ giải luôn. À, thấy cái vụ tôi leo chưa? Đó, à, thấy cái vụ tôi giữ chưa? Rút ngang đừng đạp à. Dậm. Rồi nó chạy lên đọt rồi. Ôi phao 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 đâu 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 luôn à đâu đâu rồi đâu hả mày mày đâu hả mày bảo bảo hôm nay hả bảo nãy giờ được mấy con rồi à một giá con nữa chậm 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 không có con cua nữa nè. Mới bắt được con kia mình về không kịp. Chưa chết đụng mẹ chạy được á. Chốt mẹ đâu vậy? Tao đụng mẹ tao rút hai cái đùi nó rút sẵn luôn. Cái đùi nó dục mà. Mày tả trời hỏi đâu. Còn con nữa. Tao bảo. Có nói chuyện không? Đâu chuyện luôn hả? Không, còn có tao đâu. Chuyện bên đây được. Kệ lôi á. Tên tổng đó con đó, tên đọt là con dưới à? Không. Đọt vậy còn con với mẹ. Sớm là đọt con à. Đọt mươi. Ngàn chồng con kia kìa. Qua rồi. Rồi đã thấy qua hai con mà. Phải bắt được cặp cho vui. Con chán lắm. Sau đây là một pha điện ảnh bay băng qua mương của Mr. Phụng cân nặng là 85 kg bay vận tốc là 3,5 m đây bắt đầu cứu dậy rồi không thấy không thấy không thấy cái có ổ miếng cái xanh luôn phải không? Còn nó qua cái sao không? Yeah.
tao. Không qua không ơi. Thôi bắt được rồi anh ơi, anh đừng lục thêm kiếm thêm con nữa, kiếm tới chiều mất thời gian. Sao mẹ xa đụ mẹ nãy lặn cái tới đằng kia mẹ rồi ra đó. Má lặn ra mà. Con rồi. Má vậy chuột nãy đi ra. Đem dục rồi, chú con đi dài gắn con ghê. Hả? Chú con đó mà có ai dài gắn là ghiền luôn á. Vừa luôn. Mày là mày cái vụ mày mất dạy quá nha. Ba chụp chuột quá đỉnh. Được không mà mày không có cái mày. Nè cá à. Chuẩn bị chuẩn bị. Thì đang leo lên cái dừa nha. Dừa mình đây chuột mình đây đa số là tên những cái dừa đóng ngõ thôi. Có chuột không? Má đúng là đủ mẹ đây hỏi người ta có bẻ dừa được không mày? Tháng á, tháng hỏi có dừa bẻ không? Leo bẻ mướn luôn phải không? Canh này chuẩn bị rớt nè. Nãy là chúng mua hết hai con rồi á. Hai con. Chứ nãy lâu rồi tao đéo thấy chục bự luôn mày. Tao nãy tao thấy chục bự rồi, thấy chục con không. Đu má thằng Lan. Ủa mẹ đi bắt lại đi, đủ mẹ 5 con cũng được gần được chục bự á. Được mẹ đi anh chưa về. Nó đâu rồi? Mình đột á. Tụi con. Tụi con mà. Tụi con. Ơi, đâu? Đạp dây thun cái sợ luôn. Đạp đâu? Tay tao mang hướng chuột phóng chứ. Mẹ nó dục tao không thấy được con cặc gì à. Má. Dục. Đụng mắt. Coi có cái vừa là bị chuột khác không? Có. Mấy tao đây nè, có chuột khác, có chuột khác mới đó. Nước không. Má nhớ đó có cái tái vô mà vô hai con nữa. Ê, phát hiện rồi. Làm tao tái vô không? Rồi, lỡ mày. Nó xuống cho nó chống. Nó chui bùn vô đó mà đụng. Trời xuống nó mau, trời xuống nó sập rồi. Nó. Lấy cái dừa vậy cho tao bảo. Ừ, lấy dừa. Cho cái dừa. Đụng mày sớm thấy chui bùn vô nó băng. Hay. Hay quá. Giữ cái phổng.
Mày trội xuống cho nó tức cho chết à. Trời nó tức rồi, tao giận nó về cái nó xỉu rồi. Trời cái đầu thiệt á. Nhớ thôi. Nó hai con vô luôn rồi. Ủa mày phải trội đầu về thiệt á. Trội ở dưới nước, ở bên bờ á, đừng trội dưới ruộng. Bẻ cặp. Bẻ. Rồi 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 rồi. Mày hả mày? Chết rồi chết. Mày hả mày? Ôi xỉu rồi. Mày hả mày? Xỉu rồi, xỉu rồi. Đó còn gái cái tốt vào. Đâu đâu con chỗ ai? Tao đã chỗ gì được rồi. Đã chỗ chỗ. Con chỗ ai? Chỗ đâu chết chưa? Chết ngắt rồi. Giật cái thứ hai đụng tao giật những bể. Chỗ đây nè, đụng. Vô vô tao bé vừa. Rồi. Giật cái tẻ. Giật về luôn. Chụp ra phóng á. Ơi, cá này thiệt quấn túng hả? Túng chắc. Ủa vậy lụm luôn hả? Đúng rồi. Hả? Đồ má đang con nè. Trời ơi. Bể đầu. Luôn trời ơi. Mày giật gì dữ vậy? Nhanh gọn lẹ. Mấy tao giật hai cái được rồi, Quy còn giật nữa. Mấy con? Một con rồi, con kia thấy xem rồi. Đây. Chặt nó đạp chứ con chỗ con nào chết queo rồi. Rồi. Đây. Nó đâu không à. Mẹ, tao đi vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Đứng đi, đứng đi mày. Đứng chỗ đi. Tán ra mày. Mẹ. Đây 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 nè. Đây nè nè. Đây nè. Đây nè anh xem. Mày còn nằm đây nè. Trời con này hung để cái bợp cái xong. Mẹ lặn vô rồi á. Nằm dao. Dao ghê vậy anh. Cút vô đây nè. Đi vô hả? Đi ngược lại. Vô. Đi cút vô đây mượn. Lặn rồi, lặn rồi. Lên lên bà, cái chừng hai. Đi vô tâm lúc tâm thôi hay nha. Nó vô tâm luôn á. Qua lúc bả này. Thấy lấy à, anh lấy màu đang đập nó lại vậy. Ập cái trống quá. Con mẹ chụp sợ cắn bậy như hiện chết. Đây đây. Con mẹ dao chém sợ chứ sợ chuột cắn. Này là phá dừa dữ lắm. Nhiêu đây dắt ngày dắt đủ. Nhiêu đây dắt bắt khu vực này ngày dắt. Nhiêu đây một con ngày phá, một đêm phải phá hai ba đá dừa. Mẹ đây con chà bá luôn nè. Không lẽ cái con giống con ba. Ừ, nó động đây nó chạy kìa. Lên 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 cả lên cả năm cả. Dạ, trời đụng mày không được. Đâu rồi? Gái không à. Ờ, dạ em. Đâu đâu đâu. Qua 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 qua. Đâu đâu. Nghĩ kiếm con mộng đi. Chia ra. Mày chỉ cho chấm ra ngay góc cao kìa. Từ từ. Ngay góc cao cái gì leo được. Mày né đây tao bổ con dao đó nè. Đừng. Đừng. Mày ốp vô luôn đi. Chui vô hang cua bây giờ. Chui hang cua bắt con cua rồi. Cua con chụp anh hiểm mới bự á. Chui vô rồi. Chui hang cua luôn mày. Chui bắt luôn đi. Đụng má. Vậy là mình ấy nó qua đây không có hai hàng á. Dạ. Đó anh thấy nó đại ụt. Nè. Không. Đụng má vậy là kiếm bển qua đây nào cũng hai bay. Rồi đụng má nó phóng xuống cái mắt vét luôn rồi. Lúc giờ kiếm hết đụng. Lặn ra ngoài sao? Trên trang đất lại. Ờ. Bự chảy tới bự chảy tới giá giờ hết luôn á. Bên bển bên hiển hai con lại. Lấy cái áo thụt rồi. Má đồ áo thụt. Dữ vậy. Đồ áo thụt. Lấy cái bao, cái bao rồi, cái bao rồi, cái bao rồi. Lấy bao lại. Trời ơi trời. Má. Giờ không có dép gặp gai non cái giò. Lấy bao chúm nó ra nè. Má giờ gai chân nhĩ nè. Đâu trời. Cắn hay vậy? Ừ. Má coi con bên đó bự lắm rồi. Nãy giờ mới bắt được con nữa. Hai con nè, tôi bắt hai con nè. Hai con bển còn con nữa. Kìa cảm đầu bảo. Cảm gì tôi dọc với dập đầu cho. Chị cảm đầu đi, cột luôn. Dập chứ dập lắm. Đó kìa.
Còn cái hang cua còn không? Ôi! Má gì vậy? Ủa nãy nó lên, nó xuống hết chưa hả? Nó có lên lại không? Tôi bắt hai con rồi. Bảy. Con bán còn con chà bá nữa. Cái con này là không đi qua. Con này là bên đây nè. Nãy Phụng giọng động cái đó chạy đây nè. Mở cua luôn quý. Mở cua luôn quý. Chạy chạy.